Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn bộ 3 cây đen rô nắng rất là được nhiều người yêu thích. Các em ấy hội tụ đầy đủ yếu tố là mặt bung đẹp, hương thơm và đặc biệt đó chính là ba em ấy có 3 màu khác nhau. Trước mặt các bạn đó chính là cây đen rô nắng Pensoda. Cây này được biệt danh là thiên hạ đệ nhất thơm. Mặt bông chuẩn của em đấy là 5 cánh vàng, lưỡi đỏ ạ. Em này điểm nổi bật nhất đó chính là hương thơm, đậm đà, bay xa, dễ trồng, mắn đẻ. Trong dòng đen rô nắng thì có rất là nhiều loại lan khác nhau. Để sưu tầm ra những mặt bông có mặt bông đẹp và hương thơm thì không phải là nhiều. Đây chính là một cây chậu Pensoda mà mình muốn chia sẻ cho các bạn này. Chậu này là trồng trong chậu phi 12, mình viết chữ P là viết tắt của từ Pensoda. Trồng trong sơ dừa. Tuy là trồng trong sơ dừa dễ xanh, nhưng mà về các bạn bất di bất dịch là chúng ta về phải bóc sơ dừa này bớt đi. Bởi vì cái sơ dừa này nó có rất nhiều con cuốn chiếu và rất nhiều cái con thân mềm đó. Nên vì vậy mà nó không có tốt cho cái bộ rễ của lan của chúng ta. Vì vậy mà khi các bạn về, các bạn làm theo cách của Sóc Cò đó chính là các bạn bóc bớt sơ dừa ra, các bạn chèn than giúp mình này, sau đó rải ít dớn để giữ ẩm. Đó, các bạn thấy là rễ đang bò than, than nào cái giá thể rất là tuyệt vời. Đây là chậu này là mình ghép hai chậu Pensoda vào với nhau, chậu đi được trong vòng là 1 tháng rồi. Chậu này trồng được 1 tháng và rễ đang đi và cây bắt đầu đang ra ngồng. Em này ra những 3 ngồng các bạn nhé, 1 ngồng nè. Và 2 ngồng là ngồng nhỏ. Đó. Ôi trời. Tạch cái rồi. À cái lá, bị tạch cái lá rồi không sao. Đấy các bạn đấy ký giúp mình này, đó nó ra 2 ngồng nhỏ này và một cái ngồng này. Mặt bông thì là mình sẽ bao chuẩn cho các bạn, đó chính là 5 cánh vàng lưỡi đỏ nhé. Trong dòng pen thì có rất là nhiều pen, như là pen xưa, pen nay, pen lai, pen cam, pen chuối. Nhưng mà cái cây mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cây pen xưa, chuẩn là 5 cánh vàng lưỡi đỏ, hương thơm. Thơm nhất trong dòng đen rô nắng đấy các bạn. Thì là một chậu này, chậu 3 thân các bạn nhé. Chậu 3 thân và thân cao được khoảng độ là 20cm. Mình sẽ lấy cái thước mình đo cho các bạn nhé. Nhận hàng thì các bạn hãy lưu ý giúp mình là các bạn nhận hàng, các bạn hãy mang thước ra các bạn đo giúp mình nhé. Chậu cao độ là 3 thân và cái thân thắt ngọn này là cao 20cm này. Đó. Tất cả những dòng này chúng ta trồng thì khoảng độ là 1 tháng nữa. Các tất cả những cái chỗ thắt ngọn này này các em sẽ cho ra bông. Thì là chuẩn chơi Tết. Vì vậy mà chúng ta sưu tầm bây giờ chúng ta trồng không cần phải đợi Tết, chúng ta mua những cái chậu bự này nữa. Các bạn để ký này. Chậu này mình ghép hai chậu này thành một chậu này nhìn nó rất là đẹp. Khi lên chậu nhìn nó khác nhiều lắm các bạn. Đây. Đây chậu là 3 thân các bạn này. Thân nó cao độ được 20cm nhé các bạn nhé. Đấy vậy này. Đó, thân 20cm này. Thân cao 20cm này. Tất cả những dòng này thắt ngọn là sẽ cho ra bông nhé. Mình viết chữ P là từ Pensoda. Đó. Tất cả đều thắt ngọn hết rồi. Pensoda thiên hạ đệ nhất thơm. Dòng này là mặt bông mình thấy đánh giá là rất là đẹp. Màu vàng là cái màu rất là nổi bật. Giữa vườn rất là nổi bật. Tiếp theo người ta hay thường nói rằng là nhất pen là về hương thơm. Vậy là cây thơm số 2 trong dòng đen rô nắng đó chính là cây gì? Đây chính là cái cây mình muốn chia sẻ với các bạn này. Cây này là mặt bông là 5 cánh trắng lưỡi tím, cánh bay, lưỡi bệt. Em này có tên đó chính là đen rô nắng bà liễu, bà liễu xưa. Dòng bà liễu thì có hai loại. Một loại là bà liễu xưa, một loại là bà liễu lá tre. Bên mình đang chia sẻ với các bạn đó chính là cái cây là bà liễu xưa, chuẩn là mặt bông quốc dân á, 5 cánh trắng, lưỡi tím, lưỡi bệt, cánh bay. Em này điểm nổi bật nhất đó chính là về hương thơm và độ sai bông. Bông em này có thể là chơi được đến 90 ngày. Và em này rất là siêng bông, đẻ mắn đẻ và cũng là rất là siêng bông. Trồng dòng bà liễu này ra mấy trăm bông thì là cái chuyện dễ dàng, làm trong tầm tay. Và cái cây bà liễu là mình muốn chia sẻ với các bạn đây này. Đó, chậu 3 thân này. Thân này thân cao được 25cm. Cái thân này là thân tơ này này. Cây này sẽ cho ra bông vào trong vòng 1 tháng tới. Đó. Chậu 3 thân các bạn nhé.
chợ Ba Thân. Và mình xin báo giá cho các bạn, nó chính là tất cả đều đồng giá là 70.000. Lô này đồng giá 70.000. Bà Liễu cũng 70.000, Pen Soda cũng 70.000. Các bạn có thể là mua combo, chúng ta ghép hai chậu vào với nhau. Ví dụ như là ghép hai cây bà Liễu hoặc là ghép hai cây Pen Soda sẽ có một bộ chậu rất là đẹp. Bà Liễu xưa, hương thơm bay xa. Dòng này mình rất là thích, mình rất thích cái màu này. Trong dòng Phong Lan thì có chủ đạo màu chính, đó chính là màu trắng, màu vàng và màu tím. Vậy cây tiếp theo chúng ta là cây màu tím, là chúng ta đi tìm cái cây gì? Đó chính là cây đen rô nắng bò tím. Điểm nổi bật nhất của cây bò tím đó chính là cái lưỡi đậm, cánh là cánh màu hồng. Khi mà đứng từ xa chúng ta nhìn rất là dễ dàng. Một chậu bò tím ở bên mình bán cũng giá là 70.000 các bạn nhé. Đây chính là cây bò tím này, cao độ 30cm, chậu với chậu Ba Thân. Cái thân này thân già này này, thân đời đầu này, không tính này. Đây là thân thứ hai. Và thân là thân thứ ba là thân tơ này. Cây này sẽ cho ra bông này. Cây bò tím thì mình cũng trồng bằng phương pháp đó chính là than. Và mình rắc rớn, mình để giữ ẩm. Và rễ nó đang hay bò đi các bạn này. Cây bò tím này ra hai ngọng này, mặt bông rất là đẹp. Bò tím thì mặt bông đẹp, to, lâu tàn. Chơi bông được khoảng độ là 80 ngày. Em này không có hương thơm các bạn nhé. Vì vậy chúng ta phải bổ sung bà Liễu hoặc là bổ sung Pen Soda. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ sưu tầm bộ combo là hai cây Pen Soda, hai cây bà Liễu xưa và hai cây bò tím. Thì là vườn của chúng ta sẽ sưu tầm được cả hương cả sắc. Rất là đẹp. Cây bò tím mình rất là thích tại vì là cái cây này nó khỏe, lá nó tròn này. Nhìn chơi thân lá rất là đẹp. Bò tím sau này cao lên được tới 2 mét đấy các bạn. Chậu này nó mới cao chỉ được có 30cm thôi. Chậu này cao được khoảng 30cm. Sau này nó cao được 2 mét đấy các bạn. Tất cả đều đồng giá là 70.000. Các bạn có thể là chọn mặt bông như là cây bò tím, hoặc có thể là chọn mặt bông của bà Liễu xưa, hoặc có thể là chọn mặt bông của cây Pen Soda. Mình sẽ bảo hành cho các bạn chuẩn 100% về mặt bông. Còn các bạn mà mua một chậu, hai chậu, phí ship là 40.000, mình sẽ ship toàn quốc, nhận hàng, thanh toán tiền. Kiểm tra hàng thật là kỹ giúp mình, đẹp thì lấy, không đẹp thì hoàn đơn về. Mình cũng không có thu 1.000 nào cả của các bạn. Pen Soda. Chơi lan mình không cần chơi nhiều, chủ yếu là chơi những dòng chất lượng và những dòng mặt bông đẹp, hương thơm. Trong dòng đen rô nắng thì hầu như là ai ai cũng chơi cây Pen Soda này. Và hầu như ai ai cũng chơi cây bà Liễu xưa này, bởi vì hai cái dòng này mặt bông đẹp và hương thơm. Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung thêm một chút xíu như là cây bò tím. Đây, các bạn thấy không? Nhìn từ xa ấy, lưỡi bò tím của nó rất là đẹp, đậm. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.